Xin chào tất cả các em, chúng ta cùng tiếp tục đến với Unit 1. Ở tiết học này, chúng ta sẽ học Lesson 1, Lesson 2 and Lesson 3. Các em chúng ta hãy chú ý lắng nghe nhé. Unit 1, bài số 1, Family. Family, Family, Family là gia đình. Bây giờ xin mời các em cùng đến với nội dung bài học. 1. Listen, point and repeat. Ở bài đầu tiên của Lesson 1, em sẽ nghe, chỉ và sau đó nhắc lại. Đầu tiên chúng ta hãy nghe mày nói và chỉ vào tranh, sau đó chúng ta nhắc lại nhé. Unit 1. Family. Lesson 1. Exercise 1. Page 14. Listen, point, repeat. Father. Mother. Brother. Sister. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhắc lại nhé. Father, father, bố, mother, mother, mẹ, brother, brother, anh em trai, sister, sister, chị em gái. Nhưng ở đây ngữ cảnh này thì chúng ta thấy brother sẽ dịch là em trai và sister là em gái, đúng không nào? Đây chính là gia đình của bạn này. Bây giờ chúng ta cùng chuyển đến bài số 2, 2. Look, listen and repeat. Ở phần này em tiếp tục nhìn, nghe và sau đó nhắc lại. Đầu tiên chúng ta hãy khai thác bức tranh đầu tiên giữa hai bạn. Bạn nữ chỉ vào bức tranh ở gần mình và giới thiệu. This is my sister. Đây là chị gái của tớ hoặc em gái của tớ. Em gái của tớ. Còn bạn ấy chỉ ra bức tranh đằng xa, đứng từ một khoảng cách xa, thì chúng ta sẽ nói that is my father. This là đây các em nhé. This và that là kia. Bây giờ chúng ta hãy cùng nghe đoạn đối thoại và nhắc lại. Exercise 2, page 14. Look, listen, repeat. This is my sister. That is my father. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhắc lại nhé. This is my sister. Đây là em gái của tớ. That is my father. Kia là bố của tớ. Chúng ta cùng chuyển đến bài tập số 3. 3. Look at exercise 1. Talk with your friend. Hãy nhìn vào bài tập số 1 và nói chuyện với bạn của bạn nhé. Hãy cùng nói với bạn của bạn. Ở đây chúng ta sẽ dựa vào các từ mới bạn số bạn bài số 1. Nếu mà người đó đứng gần mình thì mình sẽ giới thiệu là this is my, cộng tên chỉ các thành viên. Còn nếu người đó đứng xa thì chúng ta sẽ dùng là that is my, cộng tên chỉ thành viên. Ví dụ cô sẽ nói this is my mother. That is my brother. Đây là mẹ của tôi, mẹ của tớ, và kia là anh trai của tớ chẳng hạn. Chúng ta cùng chuyển đến phần 4. 4. Listen, number, point, say. Ở phần này em hãy nghe, đánh số, chỉ và nói nhé. Đầu tiên chúng ta thấy ở đây là một bức tranh. Bạn nữ chính là nhân vật này, bạn ấy đang chỉ và các nhân vật và nói kia là ai, kia là ai, tên là gì. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng nghe đánh số, sau đó chúng ta sẽ nói nhé. Exercise 4, page 15. Listen, number, point, say. 1.
This is my mother. Ha. Ở số 1, chúng ta thấy bạn ấy nói là This is my mother. Ha. Đây là mẹ của tớ. Tên là Hà đấy. Vậy chúng ta sẽ đánh số 1 vào. Vào đây em nhé. Chúng ta cùng nghe tiếp. This is my sister. My. Two. Đây là chị của tớ. My. This is my sister. My. Vậy chúng ta đánh số 2 vào người chị. Nào. Người chị đây. Chúng ta cùng đến với số 3. Three. This is my brother, Dong. Đây là anh trai của tớ, anh Đông. Four. This is my father, Lam. Đây là bố của tớ, Lam. This is my father, Lam. Ok. Bây giờ chúng ta cùng đến với phần tiếp theo. Number 5, let's play. Ở đây chúng ta sẽ chơi một trò chơi giữa hai bạn. Các bạn chúng ta sẽ nhanh chóng vẽ các thành viên trong gia đình vào một tờ giấy. Sau đó chúng ta sẽ giới thiệu với bạn của mình và sau đó chúng ta đổi vai nhé. Cách giới thiệu như sau. Hello everyone. My name is, tên của em. This is my family. Đây là gia đình của tớ. Đây là ai, tên là gì? À, chúng ta có thể đưa ra các thành viên như sau. This, my name is Hà. This is my family. This is my father. Lâm. This is my mother. Nga. This is my brother. My brother Nam. And this is my sister An. Ok. Em lưu ý nếu mà người đó đứng gần mình thì mình sẽ dùng là this is. Còn nếu đứng xa thì mình sẽ dùng that is, kem nhé. Bây giờ xin mời kem đến với phần phonics corner. Cái góc ngữ âm, chúng ta sẽ đến với một âm, đó là âm A dài, A. Bây giờ chúng ta cùng chuyển đến phần 6. Listen and repeat. Em hãy nghe và sau đó nhắc lại. Phonics corner. Exercise 6, page 15. Listen and repeat. Ah, father. Ah, ah, father. Exercise 7, page 15. Listen and repeat. This is my father. Lesson 2. Exercise. Em đã nghe xong. Ở đây chúng ta sẽ được học âm A. A. Và từ âm này xuất hiện trong từ father. Em sẽ đọc kéo dài nhé. Father. Father. Và bài số 7 em nghe và nhắc lại như sau. Đây là một câu có chứa âm tiết cũng như là từ chứa âm tiết đó. This is my father. Đây là bố của tớ. Xin mời các em cùng chuyển đến lesson 2. Lesson 2, tiết học số 2 của chúng ta sẽ tập trung và mở rộng vốn từ vựng liên quan đến các thành viên trong gia đình, ôn tập lại cấu trúc, các kỹ năng cũng như là học về một âm tiết phát âm mới. 1. Listen, point and repeat. Ở phần này em hãy nghe, chỉ và sau đó em hãy nhắc lại nhé.
Ở đây chúng ta biết thêm được bốn thành viên nữa trong gia đình. Lesson 2. Exercise 1, page 16. Listen, point, repeat. Grandfather. Grandmother. Uncle. Aunt. Kem đã nghe xong, ở đây chúng ta hãy cùng nhắc lại nhé. Grandfather, ông. Grandfather, ông. Grandmother, bà. Grandmother, bà. Uncle, uncle, chú bác là con trai. Aunt, aunt, cô dì là con gái. Bây giờ chúng ta cùng chuyển đến number 2. Look, listen and repeat. Ở phần này em hãy nhìn, nghe và sau đó nhắc lại. Đầu tiên chúng ta hãy nhìn. Các bạn hỏi với nhau là ai đây? Và bạn nữ trả lời đây là ông của tớ. Tương tự, nếu mà bức tranh ở xa, chúng ta sẽ hỏi là ai kia và sẽ trả lời nhân vật đó là ai. Bây giờ em hãy nghe và sau đó chúng ta nhắc lại nhé. Exercise 2, page 16. Look, listen, repeat. Who's this? He's my grandfather. Who's that? She's my grandmother. Kem đã nghe xong, bây giờ chúng ta cùng nhắc lại nhé. Đầu tiên, chúng ta sẽ đến đoạn đoạn thoại đầu tiên. Who's this? Đây là ai vậy? He's my grandfather. Đây là ông của tớ. Và who's that? Kia là ai vậy? She's my grandmother. Ở đây chúng ta có các lưu ý. Ai thì chúng ta sẽ hỏi là who. Và this là gần. Và that là ở xa, là kia. Nếu là nam giới một người, chúng ta sẽ dùng chủ ngữ là he. Còn nếu là nữ giới một người, chúng ta sẽ dùng chủ ngữ là she. Bây giờ xin mời các em đến phần 3. Look at exercise 1. Ask and answer with your friend. Hãy nhìn vào bài tập số 1. Hãy hỏi và trả lời cùng với những người bạn của em. Vậy thì chúng ta sẽ tương tự, chúng ta sẽ nhìn vào bài tập số 1 và cùng hỏi và trả lời nhé. Ví dụ là who this, who that, tùy thuộc vào vị trí của người đó. Who this? This, mình sẽ trả lời là he, my uncle, người đó là chú của tớ. Who's that? She's my aunt. Bây giờ xin mời các em cùng đến với phần tiếp theo, number 4, listen and tick. Ở bài tập này em sẽ nghe và tick. Cụ thể ở đây như sau, em sẽ nghe 4 tình huống. Đề bài sẽ hỏi là đây có phải là ai không? Nếu đúng chúng ta sẽ tick yes, còn nếu sai chúng ta sẽ tick là no. Chúng ta hãy cùng ôn lại các tên các nhân vật để khi nghe chúng ta sẽ không bị nhầm lẫn các em nhé. Bây giờ chúng ta cùng đến với CD 29. Exercise 4, page 17. Listen. Tick. 1. Who's this? This is my uncle.
2. Who's that? That is my grandfather. Three. Who's that? That is my aunt. Four. Who's this? This is my grandmother. Các em đã nghe xong. Ở đây chúng ta thấy ở bức tranh đầu tiên, các bạn có hỏi đây là ai? Đó là chú của tớ. Chúng ta sẽ tick yes. Ở bức tranh số 2, bạn hỏi kia là ai? Kia là ông của tớ. Bạn nói đến từ grandfather. Vậy thông tin này là sai, no. Number 3, kia là ai? Đó là cô gì của tớ? Yes. Và cuối cùng, đây, bạn lại nói nhầm là father, là mother, grandmother, tức là bà, chưa đúng. Chúng ta cùng chuyển đến bài 5. Read, write, talk with your friend. Ở phần này em đọc, viết và sau đó nói chuyện với bạn của em nhé. Em hãy điền các thông tin vào đây. Và đây là gợi ý thôi. Hi, my name is Lan. I'm 9 years old. This is my grandfather. Đây là ông của tớ. This is my grandmother. Đây là bà của tớ. Look, hãy nhìn kìa. This is my aunt. Đây là cô của tớ. And who's this? Và đây là ai? This is my uncle. Đây là chú của tớ. Bây giờ xin mời các em cùng đến với góc phát âm Phonics Corner. Chúng ta sẽ cùng đến với một âm mới. Đó là âm A, là âm A bẹt các em nhé. Từ này sẽ xuất hiện trong từ grandfather. Bây giờ xin mời các em cùng nghe bài số 6, bài số 7. Phonics Corner, Exercise 6, page 17. Listen and repeat. Grandfather. Grandfather. Exercise 2, page 18. Listen, repeat. Is your mother pretty? Yes, she is. Exercise 7, page 17. Listen and repeat. He's my grandfather. Các em đã nghe xong, bây giờ chúng ta cùng luyện tập nhé. Âm A. Các em mở rộng miệng, tương tự nói như từ apple. A. Grandfather. Grandfather. Ông. Bài số 7, chúng ta sẽ đưa âm và từ vào trong câu. He's my grandfather. Ông ấy là ông của tớ. Bây giờ xin mời các em cùng đến lesson 3. Tiết số 3. One, listen, point and repeat. Ở phần này em sẽ tiếp tục nghe, chỉ và sau đó hãy nhắc lại. Chúng ta sẽ đến với 4 tính từ mô tả về ngoại hình của ai đó. Bây giờ xin mời các em hãy nghe, chỉ. Lesson 3. Exercise 1, page 18. Listen, point, repeat. Tall. Old. Young. Pretty. Phonics Corner.
Các em đã nghe xong, bây giờ chúng ta hãy cùng nhắc lại nhé. Tall, 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 có nghĩa là cao. Old, 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 già. Young, 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 trẻ. Và pretty, pretty, pretty ở đây là xinh đẹp các em nhé. Bây giờ xin mời các em đến với number 2, listen and repeat. Ở phần này em sẽ nghe và nhắc lại. Vậy muốn hỏi bố mẹ, bố của bạn hay mẹ của bạn hay bất kỳ thành viên nào trong gia đình của bạn như thế nào? Chúng ta sẽ hỏi như sau. Is cộng your cộng tên thành viên và cộng một trong các tính từ chúng ta vừa học. Sau đó nếu đúng, chúng ta sẽ trả lời là yes, she đối với phái nữ và he đối với phái nam và cộng is. Còn không, chúng ta trả lời là no, he or she isn't. Bây giờ, xin mời các em cùng đến với nội dung bài hội thoại nhé. Exercise 2, page 18. Listen, repeat. Is your mother pretty? Yes, she is. Is your father tall? No, he isn't. Chúng ta hãy cùng nhắc lại thêm nhé. Is your mother pretty? Mẹ của cậu có xinh không? Có đẹp không? Yes, she is. Có chứ, mẹ của tớ rất xinh. Is your father tall? Bố của cậu có cao không? No, he isn't. Không, ông ấy không cao. Bây giờ chúng ta cùng đến với phần 3. Ask and answer with your friend. Hãy hỏi và trả lời với bạn của em. Vậy thì chúng ta hãy lắp vào công thức. Is your sister pretty? Chị của cậu có xinh không? Yes, she is. Tương tự, chúng ta sẽ hỏi các thông tin khác dựa vào các cái từ vựng chỉ thành viên trong gia đình cũng như là các từ chỉ tính chất chúng ta đã học nhé. Rồi, is your grandfather young? Ông của cậu có trẻ không vậy? No, he isn't. Không, ông của tớ không trẻ. Bây giờ xin mời các em cùng đến với phần 4. Listen, watch and say. Ở phần này em hãy nghe, nối, sau đó hãy nói nhé. Ở đây chúng ta thấy một vế đánh số từ 1 đến 4 là giới thiệu với các thành viên trong gia đình. Còn các số từ A đến D là giới thiệu về ngoại hình của các thành viên. Bây giờ chúng ta hãy nghe, sau đó chúng ta nối và cuối cùng là nói nhé. Exercise 4, page 19. Listen, match, say. 1. This is my mother. She's pretty. 2. This is my father. He's tall. 3. This is my sister. She's tall and pretty. 4. This is my grandmother. She's old. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhắc lại nhé. This is my mother. Đây là mẹ của tớ. She's pretty. Nói với câu D, mẹ của tớ thì xinh. Number 2. This is my father. Đây là bố của tớ. He's tall. Nói với câu A, ông ấy cao. Number 3. This is my sister. Đây là chị của tớ. She's tall and pretty. Chị cao và xinh. Number 4. This is my grandfather. Đây là grandmother. Đây là bà của tớ. She's old. Bà của tớ thì già rồi. Xin mời các em cùng đến với phần 5. Bài 5. Let's play. Hãy chơi. Ở đây chúng ta sẽ chơi với trò sắp xếp lại các từ và cụm từ mô tả ai đó. Chúng ta có các cái tấm bìa hoặc là các tờ giấy. Chúng ta sẽ viết vào tờ giấy là my father.
sau đó là is và tall. Và tương tự chúng ta sẽ viết my brother, tất cả các thành viên, is và cộng các tính từ. Sau đó chúng ta sẽ có một cái trò chơi sắp xếp những tính từ nào tương ứng với thành viên nào trong gia đình nhé. Chúng ta cùng đến phần cuối cùng trong lesson 3, đó là phonics corner, phần góc ngữ âm. Ở đây chúng ta sẽ làm quen với một âm mới, đó là âm O. Mặc dù ký hiệu chữ viết là chữ O, nhưng chúng ta sẽ đọc là O. Vậy thì bây giờ các em hãy nghe number 6 and number 7 để phát âm âm riêng lẻ, đưa âm vào trong từ và cuối cùng đưa từ và âm vào câu. Em nhé. Phonics Corner, Exercise 6, page 19. Listen and repeat. Oh. Old. Oh. Oh. Old. Exercise 7, page 19. Listen and repeat. My grandfather is old. Em đã nghe xong, bây giờ chúng ta cùng luyện lại âm O, O, O. Đưa vào từ chúng ta sẽ đọc là old. Chúng ta có âm cuối là D. Old, old. Vậy thì khi đưa từ vào câu chúng ta sẽ đọc như sau. My grandfather is old. Mẹ và ông của tớ thì đã già rồi. Và hôm nay của chúng ta kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các em trong bài học tiếp theo.